huyền thoại MU, Ryan Giggs vừa bị bắt vì nghi vấn đánh đập bạn gái Kate Greville. Theo The Sun, cảnh sát nhận được thông báo có một vụ lộn xộn tại ngôi nhà trị giá 1,7 triệu bảng của Ryan Giggs ở Worsley. Huyền thoại MU đã bị thẩm vấn vì nghi ngờ đã hành hung và làm tổn hại cơ thể bạn gái Kate Greville. Một phát ngôn viên của cảnh sát Greater Manchester cho biết, cảnh sát đã được gọi vào lúc 10 giờ 05 phút ngày Chủ nhật để báo cáo về một vụ lộn xộn. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị thương nhẹ nhưng không cần điều trị. Người đàn ông 46 tuổi đã bị bắt vì tình nghi hành hung người khác. Cảnh sát cho biết người đàn ông bị bắt sau đó đã được tại ngoại trong khi chờ thẩm vấn. Vic đã xuất hiện từ sở cảnh sát Peloton vào chiều mùng 2 tháng 11 và trải qua nhiều giờ thẩm vấn trước khi rời đi trong một chiếc Mercedes màu đen. Các nguồn tin cho biết, Vic đang sống trong ngôi nhà mà anh mua cho mẹ của mình trên cùng một con phố trong mảnh đất trị giá 3,5 triệu bảng. Trước đó, Vic đã có mặt tại Hotel Football ở Manchester, nơi anh đồng sở hữu, trong 1-11 để theo dõi trận thua 0-1 của MU trước Arsenal ở vòng 7 ngoại hạng Anh. Sau đó, Vic được cho là đã đến khách sạn Stock Exchange, nơi anh cũng đồng sở hữu với đồng đội cũ Gary Neville. Vic đã hẹn hò với Kate từ năm 2017. Cặp đôi gặp nhau khi Kate làm PR cho Hotel Football vào năm 2013 sau khi chuyển đến từ Dubai. Vic công khai mối quan hệ với Kate khi cặp đôi bị bắt gặp đi nghỉ ở Ý vào tháng 8 năm 2018. Vic có bạn gái mới chỉ 8 tháng sau khi ly hôn với Stacey, người vợ mà huyền thoại MU đã lừa dối suốt 8 năm với em dâu Natasha, vợ của em trai Rory. Vic đã dành trọn sự nghiệp thi đấu cho MU và hiện dẫn dắt tuyển xứ Wales.